Thưa quý vị, sáng nay ngày 22 tháng 4, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết 13 ngày 2 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Long An có Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Mai Văn Nhiều và Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trương Chăn Nọ. Đồng bằng sông Cửu Long là dùng kinh tế quan trọng trong sự phát triển bền vững của đất nước, có vị trí địa lý chính trị và an ninh quốc phòng hết sức quan trọng, là đồng bằng châu thổ lớn nhất của Đông Nam Á và là dựa lúa của cả nước cùng nền văn minh sông nước độc đáo. Hội nghị nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn đảng, toàn dân, toàn quân trong cả nước cũng như trong dùng nhằm sớm đưa nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi về phát triển dùng. Hội nghị cũng cho thấy sự quan tâm của đảng và nhà nước đối với dùng đồng bằng sông Cửu Long, mở đường cho những cơ chế chính sách mới, triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả nghị quyết của Bộ Chính trị đề ra. Để thúc đẩy sự phát triển của dùng đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Chính trị đã đề ra những quan điểm, định hướng và nhiệm vụ, giải pháp mới có tính đột phá cho phát triển của dùng trong thời gian tới thể hiện ở những điểm căn bản về phát triển vùng đồng bằng sông cửu long trở thành vùng phát triển hiện đại sinh thái văn minh và bền vững